Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Thành Trung Giải Trí. Và ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại khu di tích danh nhân văn hóa Nguyễn Quỳnh, có nghĩa là Trạng Quỳnh, một trong những nhân vật rất là được yêu mến trong lịch sử của Việt Nam chúng ta. Và đây chính là nơi thờ ông và cũng là nhà ở chính của ông, và đến bây giờ thì đã được tôn tạo và được ghi nhận là di tích. Và hàng năm thì rất nhiều người vẫn đến đây để thắp hương cũng như là xin cho các cháu các con sẽ học giỏi cũng như là đỗ đạt trong cái cuộc sống cũng như con đường học hành. Và hôm nay thì mình sẽ mời tất cả các bạn, chúng ta sẽ tham quan tại nhà thờ di tích Trạng Quỳnh. Mời các bạn sẽ cùng đi theo mình nha. Hôm nay là đầu xuân năm mới các bạn ạ, cho nên là có rất là nhiều cờ tổ quốc đang được hiện diện tại đây. Và bây giờ thì mời các bạn, chúng ta sẽ đi vào phía bên trong để tham quan phong cảnh. Nguyễn Quỳnh sinh năm 1677, mất năm 1748, là một danh sĩ thời Lê Trịnh, vua Lê Hiển Tông, từng thi đỗ hương cống nên còn gọi là Cống Quỳnh. Ông nổi tiếng với sự trào lộng, hài hước, tạo nên nhiều giai thoại nên trong dân gian vẫn thường gọi ông là Trạng Quỳnh, dù ông không đỗ Trạng Nguyên. Ông còn có tên thưởng, hiệu Ôn Như, Thụy Điệp Hiên, quê tại làng Bột Thượng, trấn Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nay thuộc thôn Hưng Tiến, xã Hoàng Lộc, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thân sinh ông là ông Nguyễn Bổng và bà Nguyễn Thị Hương. Thuở nhỏ, ông học với ông nội và cha, vốn là giám sinh ở Quốc Tử Giám. Năm 1696, Quỳnh thi đỗ giải nguyên, nhưng thi hội nhiều lần bị hỏng. Về sau, triều đình bổ nhiệm ông làm giáo thụ các huyện Thạch Thất, Phúc Lộc, Sơn Tây, tiếp đến làm huấn đạo phủ Phụng Thiên ở kinh thành Thăng Long. Năm 1718, đỗ khoa sĩ vọng, được bổ làm tri phủ Thái Bình, rồi về làm viên ngoại lang ở Bộ Lễ, sau khi bị giáng xuống chức tu soạn ở viện Hàn Lâm. Tuy không đỗ đại khoa, Quỳnh vẫn nổi tiếng là người học hành xuất sắc. Đương thời đã có câu Nguyễn Quỳnh, Nguyễn Nham, thiên hạ vô tam, nghĩa là thiên hạ không có người thứ ba giỏi như hai ông. Sách Nam Thiên Lịch Đại Tư Lược Sử đã nhận xét về ông: Nguyễn Quỳnh văn chương nổi tiếng ở đời, nói năng kinh người, thạo quốc âm, giỏi hài hước. Tác phẩm còn lại của Nguyễn Quỳnh gồm một số bài ký, văn tế mẹ,
Văn Khóc Em vốn tài hoa nhưng chết yểu ở tuổi 14, và hai bài phú này chép lại trong Lịch Triều Danh Phú. Lịch Triều Danh Phú là tuyển tập của các danh sĩ thời bấy giờ, tất cả đều đỗ đại khoa, chỉ có hai người, Đỗ Hương Cống là Nguyễn Quỳnh và Đặng Trần Côn. Tương truyền, ông là bạn thơ của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm. Do tính cách trào phúng, nên dân gian thường đồng hóa ông vào nhân vật Trạng Quỳnh, một ông trạng dân gian nổi tiếng với tính trào lộng. Để tôn vinh, nhà nước Việt Nam đã xây dựng nhà lưu niệm Trạng Quỳnh tại quê hương ông. Xin chào tất cả các bạn. Mình đang có mặt ở phía bên trong của nhà thờ Trạng Quỳnh, danh nhân văn hóa. Và hiện tại thì mình đang ngồi với bà Nguyễn Thị Sơn, là cháu đời thứ 8 của cụ Trạng Quỳnh. Và hôm nay thì mình cũng muốn là cụ Sơn sẽ chia sẻ cho mình một số các cái vấn đề, cũng có thể là sẽ có một số các cái kỷ niệm khi mà bà có mặt ở đây và hàng ngày theo dõi, hoặc là có một cái sự kiện gì văn hóa gì đấy đặc sắc để gửi đến tất cả mọi người để mình hiểu biết hơn một chút về nhà thờ Trạng Quỳnh. Vâng, xin mời bà. Tôi sống ở đây từ khi bố mẹ sinh ra đều ở đây cả. Và tức là đi công tác rồi về chế độ cũng ở đây luôn. Ngày xưa là bà có đi thanh niên xung phong? Không, đi đi bộ đội. Và đi học rồi ra ngành công tác đến khi mà trên bắt đồng về. Và về thì là cụ là khiến cho ở đây để mà hương khói cái cụ. Vâng. Có nghĩa là cái việc mà bà có mặt ở đây để hương khói đấy, cũng là một cái về đường âm nhân duyên. Về đường âm đấy. Vâng. Vì trước đó một năm thì nhà nước công nhận di tích lịch sử ở đây. Vâng. Đấy. Thế là bà sống ở đây cho đến bây giờ là nói chung là nhà thờ của cụ ở đây thì từ khi chưa có di tích cũng như có di tích thì ai mà biết đến, xa gần biết đến thì đều đến để mà dâng hương cho cụ. Wow. Nhất là ngày thi cử của các cháu hết cấp này, rồi thi vào đại học này, rồi thi ngành, thi nghề thì các cháu ở xa ở gần, không những ở xã mà ở huyện, rồi các huyện khác, rồi có những các cháu ở tỉnh khác cũng đến đây để dâng hương cho cụ. Wow. Nói chung là ngày nào có người đến. Đấy, ít nhiều thì đều có người đến dâng hương cho cụ. Ở xa và ở gần là đều có người đến và đều có đến đây để dâng hương cho cụ. Và ở đây thì có một cái kỷ niệm gì mà bà cảm thấy đáng nhớ không ạ? Khi mà mình trông coi ở đây này thì bà có cái kỷ niệm gì? Kỷ niệm thì cái kỷ niệm riêng tư thì cũng không vấn đề gì cả, chỉ có kỷ niệm của bà là cụ đó là đệ tâm thơ mà ở đây. Đấy là khi đi đâu, ví dụ đi đâu mà cho đi đâu là đi, chứ không cho đi là không đi được. Rồi khi cụ bảo cụ hầu ở chùa Tây Phương Cực Lạc, đó là cũng dẫn về chùa Tây Phương Cực Lạc, Tây Phương. Xong là về các chùa mà đi đâu là cụ, về trước cụ cũng ở Thạch Thất, Thất Hà Tây cũ. Nên là cứ để đi đâu là đi đó. Nghĩa là cái đấy là về cái đường âm là cứ báo cho mình ạ. Báo cho đi đâu là đi, chứ không đi tràn lan. Và rồi ở đây để hương khói cho cụ, mặc dù là cháu gái, không phải là cháu dâu cháu trai, nhưng mà cụ khiến cho ở đây. Thế cháu hỏi thêm một tí nữa là ngày đây có nghĩa là cái nơi mà sinh cụ ra, là sinh ra và ở luôn tại đây. Ở đây. Và ở trên cái đất này luôn. Trên đất này đây. Thế thì cái quang cảnh mà hiện tại bây giờ so với trước là quang cảnh thì bây giờ là có thay đổi phong quang. Ngày xưa thì cái sân không rộng như thế này. Vâng. Sân hẹp, và đường trước thì trồng rau trồng ấy rồi cây cối nhiều. Vâng. Nhưng mà đến khi mà công nhận di tích rồi thì mở rộng ra.
đấy, hai cái đại, cái đại lần trước là hồi là hai ông bí thư, ông bí thư huyện với ông bí thư tỉnh, cái năm đó là hai ông trồng, là trồng hai cái nhà đại. Là ương trước rồi xong rồi anh chị là hai ông về là trồng hai cái đại lần trước đấy. À, mà đấy hay quá. Có còn cái ao thì cái là ao cháu thì nhớ là ngày nhỏ này có... khi cháu về là cái ao là có không, ao từ xưa đến nay. Vâng, ngày xưa là có cái cồn dừa 6 cây ở giữa. À, trước còn rộng ra đây này, rộng ra mãi hết cái nhà mà mới làm đó. Vâng. Nhưng mà cái khi mà cái thời kỳ ông xóm bái ông Quới là ông làm chủ tịch xã, khi nó vi nắn con đường. Vâng. Nắn con đường rồi vi làm đây thì vi sát vào đây. Và cái cồn đó rồi khi, vì khi đó là tôi đi công tác vắng, đi vắng không có nhà, cho nên là khi đó là không biết do chủ trương của làng xã là ấy là đào mất cái cồn dừa đi, à, cái dừa đi để lấy đất để đắp lên đường. Vâng. Cho nên vì mất cái cồn dừa 6 cây mà có cái di tích là ông lái đò chở thuyền đấy, à, rồi chặng lột à, đấy à, chạy, đó chạy. Là đấy, cái đấy thì đấy, về trong, mà đấy. Cái Trạng Quỳnh thì là cháu đọc rất là nhiều đấy. Ở trong đấy thì có nhưng có mà cái đấy là nó là rộng hơn, nó là một cái hồ rộng hơn và nhưng mà nó đó là từ ở đây, từ đây coi là đó cũng là tượng trưng như thế. À, đã hiểu rồi. Thế thì nói chung là con cháu thì đây cái bảng của con cháu cả dòng họ, tức là à, cu tất cả đây. Cái kia là gia phả thì là của cả bốn chi. Vâng. Tức là từ cụ thủy tổ của dòng họ đây, và cụ Nghiêm Giản là cụ sinh ra 5 người con, thì cụ Nguyễn Quỳnh tức là cụ Quỳnh là ở đây. Vâng. Một nhà thờ này, cụ thứ hai là cụ Cẩn là cũng nhà thờ đường thôn, ngày xưa là gọi là thôn Lai mà bây giờ là thôn Phúc Lộc. Vâng. Là nhà thờ này. Còn nhà thờ thứ ba là của chi ba thì là ở đường thôn Đông Phú. Vâng. Và nhà thờ thứ tư là thôn Bái. Đây là cháu nhìn thấy là rất là nhiều, mà toàn là thích cử nhân đấy, thì con cháu của cả dòng họ đấy, nhiều của cả dòng họ, vì là cái đất Hoàng Lộc mình là đất học và từ xa xưa rồi nên là rất nhiều người tài ở Hoàng Lộc người ta đây là có cả là 8 di tích cơ mà. Vâng. Thì 3 di tích quốc gia, tức là bảng môn đình và nhà thờ đây là được công nhận đầu tiên. Vâng. Rồi sau đó mấy năm thì với nhà thờ họ Bùi, Bùi Khắc Nhất là, và ngoài ra là còn mấy nhà, 5 nhà thờ của 5 họ là di tích của tỉnh. À, 8 di tích cả. Đất mình thì là cái nhà thờ này, bảng môn đình này, bảng môn đình là rất là thiêng. Đấy. Là nếu mà đi thi là đều là vào đến thì thắp hương, các cháu đến thắp hương, các thầy giáo cô giáo trường Lam Sơn cũng đưa cháu xuống đây, cháu xuống đây thắp hương hết. Và nên là khi mà tâm sự với cụ thì là thấy là có rất những cái điều hay. Và hôm nay thì các cháu thì cũng là đi qua để thắp hương, vì năm nào về thì cháu cũng cố gắng qua tí. Rồi. Nhưng mà năm nay thì dừng lại, cũng xin phép là nói chuyện với bà một tí để ghi lại những hình ảnh, và cháu làm một cái phóng sự để cho mọi người người ta hiểu rõ hơn, vì là nhiều khi là cũng chỉ đọc trên sách báo thì chỉ biết là nôm na thế thôi, chứ còn nếu mà về để hình ảnh thật thì cũng rất ít người trên cả nước mà có dịp mà đến được. Đó, thì một lần nữa cảm ơn bà rất nhiều, chúc bà thật là nhiều sức khỏe năm mới. Dạ. Xin cảm ơn cháu cũng như gia đình. Và chúc năm mới đầy sức khỏe và công tác được mọi sự như ý thành đạt. Và cháu cảm ơn.